Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai vừa ra vườn để săn sóc những bụi thanh long của mình. Thì qua một thời gian rất là dài từ tháng 3 đến nay là tháng 7 thì thanh long của mình nó mới bắt đầu ra hoa, tức là nó bị trễ các bạn. Nhưng mà có cờ hơn không thì sau khi từ tháng 3 tới tháng 7 này, sau khi mà Quỳnh Mai bỏ phân đất vô cho nó và lấy phân cũ ra, bỏ phân mới vào và tưới phân cá cho nó một thời gian từ tháng 3 tới tháng 7 rất là dài mà trong hoài nó không có ra hoa các bạn. Thì cuối cùng Quỳnh Mai mới nghĩ đến cách là cho nó nhịn khát, tức là không có tưới nước cho nó một tuần. Và sau một tuần đó, Quỳnh Mai bắt đầu tưới lại cho những cái bụi thanh long của mình bằng phân Super Lum của hãng Scott, liên tiếp 3 ngày vừa tưới ở dưới đất và phun nước ở trên những cái nhánh của nó. Thì bây giờ nó đã ra hoa các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nó đã ra hoa. Và cái nhánh này đã được cái hai cái hoa thanh long. Và rồi những nhánh kia thì nó lú lên các bạn. Thì cái bụi thanh long này của mình là thanh long ruột trắng. Thì sở dĩ mà nó không ra hoa sớm cho mình tại vì khi mình tưới nước đó nó đã ra lá các bạn. Nó ra lá rất là nhiều ở trên ngọn và ở những cái nhánh mà không có ra cái nụ hoa nào hết. Nên Quỳnh Mai mới chọn những cái nhánh ở phía trên nào tốt thì để lại. Còn những nào cái nhánh nào mới lú ra mà là nụ lá thì Quỳnh Mai dùng kéo để cắt nó hết. Cuối cùng thì nó mới chịu ra hoa sau khi mà mình để nó hạn một tuần. Rồi mình tưới phân cho nó. Đó, các bạn nhìn thấy cái bụi bên đây của Quỳnh Mai là thanh long ruột đỏ. Nó cũng ra hoa nè các bạn. Với trời nắng như thế này, Quỳnh Mai nghĩ nó sẽ bắt đầu ra hoa nhiều hơn. Tại vì thanh long nó thích nắng. Nhưng mà nắng quá cũng không có tốt. Nên Quỳnh Mai mới nghĩ là sẽ ngày nào mà nắng nhiều quá thì mình sẽ dùng cái miếng vải để căng lên, để giúp cho nó không có bị nắng các bạn. Ngoài cái việc mà mình vô phân rồi mình tưới nước, hiện giờ Quỳnh Mai sẽ căng những cái miếng vải nó lên để giúp cho cái bụi thanh long của mình không có bị nắng cháy lá các bạn. Tại vì nhiệt độ bây giờ ở tiểu bang của Quỳnh Mai ở là 92 độ F các bạn. Đó. Nhưng mà thanh long nó bắt đầu ra những cái nụ hoa nè các bạn. Thì Quỳnh Mai trồng thanh long có hai loại, loại trắng và loại đỏ, ruột đỏ. Quỳnh Mai trồng trong một chậu 4 nhánh, 2 nhánh là thanh long trắng, 2 nhánh là thanh long đỏ. Tại vì nghe người ta nói là thanh long trắng thì thụ phấn tự nhiên được nhờ ong bướm. Còn thanh long đỏ thì không tự thụ phấn được. Nên Quỳnh Mai trồng chung như vậy, khi có hoa thì mình sẽ giúp nó thụ phấn bằng cây cọ các bạn. Thì hồi năm rồi Quỳnh Mai đã làm như vậy. Khi mà thanh long trắng nó nở trước thì mình lấy cây cọ, lấy phấn bỏ vào trong cái keo thủy tinh đậy lại và để trong tủ lạnh
góp ý để khoe với các bạn là những chậu thanh long của mình đã ra hoa. Đây là thanh long đỏ, ruột đỏ các bạn. Đó, nó đã ra hoa như thế này thì Quỳnh Mai rất là vui nên chia sẻ với các bạn. Thì sau khi mà mình tưới phân cho nó thì nó đã ra hoa như thế này đó các bạn. Tại vì tác dụng của phân đó là để thúc ra hoa. Thì mình cũng học hỏi ở những người bạn đã trồng trước mình nên mình mới biết cách là săn sóc thanh long đó các bạn. Thì bây giờ nó ra nụ như thế này thì mặc dù biết là thanh long đỏ nó không có tự thụ phấn được nên mình trồng chung với thanh long trắng để lấy phấn của thanh long trắng thụ phấn qua bên thanh long đỏ đó các bạn. Và năm rồi mình làm thì đã thành công rồi. Năm nay thì mình cứ việc làm như vậy. Khi mà các bạn xem cái clip này thì các bạn có thể giới thiệu cho Quỳnh Mai một loại thanh long ruột đỏ mà không cần thụ phấn giùm mình. Tại vì thụ phấn thì nó cũng rất là cực và có khi kết quả cũng không được mỹ mãn. Có khi nó không có đậu các bạn. Nên mình muốn trồng thanh long ruột đỏ mà tự thụ phấn được thì các bạn xem rồi các bạn có thể giới thiệu cho mình cái tên của cái thanh long mà ruột đỏ tự thụ phấn được thì mình cảm ơn nhiều. Thì sau khi mà mình đã săn sóc những bụi thanh long của mình sau trận bão mà nó bị ngã, tại vì nơi Quỳnh Mai ở có trận bão tornado đó các bạn, nên những cái chậu thanh long của mình bị ngã xuống và bị gãy, nên mình đã chỉnh đốn lại những cái chậu của mình và những cái cây thanh long của mình cũng bị mất sức rất là nhiều luôn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn niềm vui là những chậu thanh long của mình hồi phục lại sau trận bão đầu mùa. Thì mình tưởng là những bụi thanh long của mình bị gãy và mất sức luôn, không thể có bông được. Nhưng mà sau thời gian mình cố gắng cho phân và nó đã hồi phục trở lại và nó đã ra hoa. Nên hôm nay Quỳnh Mai mới làm clip này để khoe với các bạn là những bụi thanh long đỏ và trắng của mình đều cho hoa hết. Tuy rằng không có được nhiều như năm rồi nhưng mà nó cũng ra hoa. Thì Quỳnh Mai rất là mừng nên làm clip này để chia sẻ với các bạn, để các bạn vui với mình là mình rất là thích những bụi thanh long. Và khi mà thấy nó bị ngã nghiêng ở dưới đất thì mình cũng rất là buồn tại vì nó bị gãy. Nhưng mà sau thời gian mình đỡ lên và trồng trở lại thì nó đã lên ngọn như thế này đó các bạn. Thì những bụi thanh long của mình đã hồi phục thì mình rất là mừng nên chia sẻ với các bạn như vậy. Vậy video hôm nay tới đây là tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.